Đêm đêm nghe tiếng sáo mục đồng, vầng trăng như cao hơn thế. Nghe tiếng chuông chùa, mặt hồ như rộng thêm ra. Từ bi đừng làm những lỗi lầm, tu tâm luôn luôn bình yên. Cầu cho an lạc như mây lan tỏa mười phương. Phật ở trong tâm, ngọn đuốc sáng soi đường chúng sinh. Vượt qua cõi mê đời, trên con đường thanh thang rạng ngời. Đường đời lắm oan trái, vun trồng hạt giống từ bi. Ba ha bát nhã ba la mật đa. Mô a bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng Giêng năm Canh Tý, và ngày theo lịch Tây đó là 31 tháng 1 năm 2020. Vậy tính theo việc sử dụng thời gian theo lịch Tây thì chúng ta đã tiêu tốn mất một tháng của năm mới, của tuổi mới. Và tính theo nông lịch, nũng ly, nông lịch, âm lịch đó, thì chúng ta cũng đã sử dụng hết 7 ngày tuổi thọ của tuổi mới. Thấm thoát thời gian trôi như thế. Vâng, thưa các bạn, vì ý thức được thời gian trôi qua nhanh, vì ý thức được đời sống vốn dĩ là vô thường, cho nên ở chùa đây Thiên Phước cùng với các bạn mỗi năm khởi đầu cho mùa xuân thì cùng với nhau tổ chức pháp hội Kỳ An. Để chi ạ? Để huynh đệ chúng mình có dịp mà lễ Phật, cúng tăng, rồi lễ Phật, cúng Phật, cúng tăng và nghe pháp. Đấy là mục đích của pháp hội, cũng là khái niệm định nghĩa của pháp hội. Và trong chương trình pháp hội của xuân Canh Tý này được khai mở vào chiều ngày mùng 4 thì là lễ khai đàn pháp hội. Chiều ngày mùng 5 thì huynh đệ chúng mình đã cùng với Thiên Phước, chúng ta cùng ngồi với nhau lại, cùng học hỏi tinh thần của Đức Phật và những điều hay, những lẽ đẹp của người xưa. Và chúng ta cùng với nhau đã nói qua, đã học qua ở chủ đề làm bàn về khổ. Và Thiên Phước không hiểu rằng đến ngày hôm nay là ngày mùng 7 rồi, các bạn còn có nhớ được ba chữ làm bàn, bốn chữ làm bàn về khổ hay không, hay là có mỗi chữ khổ, hay là quên luôn chữ khổ vì thấy mình thêm một tuổi lớn. Và sao chủ đề làm bàn về khổ
tối hôm qua thì huynh đệ cùng với Thiên Phước chúng ta tìm hiểu chủ đề hai chữ đúng và sai. Thưa đại chúng, chủ đề hai chữ đúng và sai đó thì ngày hôm qua chúng ta dừng ở nội dung thái độ của người học Phật trong vấn đề đúng và sai là thái độ sống với trách nhiệm. Và Thiên Phước đã kính dâng lên đại chúng nội dung của Kinh Kalama và chỉ đọc dâng cho đại chúng thôi chứ không nói nhiều vào trong nội dung của bản kinh. Vì sao? Vì tinh thần nội dung của bản kinh cũng rất là sâu sắc, rất là thú vị, không thể mượn chút thời gian mà có thể diễn đạt và kính dâng đại chúng những điều hay ho ở trong bản kinh đó. Vả lại từ bản kinh Kalama, khi Thiên Phước chỉ đọc qua thì để có một gợi mở cho các bạn nghĩ rằng, hiểu rằng với đời sống của thế nhân đầy bất an và khổ đau này thì nếu bạn làm thiện là bạn là đúng. Bạn có những hành vi, lời nói và việc làm không thiện thì bạn đã là sai. Và đúng sai đó là một chuẩn cho tất cả. Vì sao? Vì Thiên Phước tin rằng bạn cũng không muốn khổ đau. Và đương nhiên, người thân của bạn, người không thân của bạn, mọi người trên cuộc đời này cũng chẳng ai muốn đau khổ. Nhưng sự thật thì những hành vi, những lời nói và những ý nghĩ không thiện, không lành sẽ mang lại kết quả là đau khổ và bất an. Còn những hành vi có sự kiểm soát, những lời nói có sự cân nhắc và những ý nghĩ có sự sâu lắng, thưa sẽ mang lại cho chúng ta kết quả rất là an lạc và tốt đẹp. Và như vậy thì khi Thiên Phước kính dâng đến đại chúng nội dung của bản kinh Kalama thì đại chúng đã nghe qua Đức Thế Tôn dạy chúng ta không vội tin, mà Đức Thế Tôn chỉ nhắn nhủ cùng người học Phật ở thời của Ngài và thời của chúng ta rằng chúng ta không cần phải bận lòng vì những tranh cãi của những người đi thuyết giáo, của những người lãnh đạo tôn giáo theo cách nói hiện nay, của những người tự phong cho mình cái trách vụ tâm linh, hướng dẫn tâm linh. Vì sao mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta không cần băn khoăn? Là vì người này họ sẽ đề xướng tinh thần này và họ sẽ khích bác cái tinh thần khác. Như trong thời Đức Phật còn tại thế, như tinh thần người Kalama đã trình lên Đức Phật. Và Đức Phật cũng không có bảo rằng giáo pháp của Đức Phật là tốt đẹp hơn, là đúng đắn hơn, không sai lầm như tinh thần chủ đề đúng sai mà chúng ta chia sẻ. Đức Thế Tôn không bảo rằng là giáo pháp của mình là đúng, mà Đức Thế Tôn trong Kinh Kalama dạy rằng nếu các bạn xác định được, nếu đó là một sự kiện thiện, một việc làm thiện được người trí tán thán và không bị chê trách, rồi bạn ứng dụng, bạn thực hành, bạn thu đạt được yên bình, an lạc, hạnh phúc, thì bạn cứ thế mà làm. Và nếu một việc mà bị người trí quở trách, rồi bị những người có đạo đức không đồng thuận, vả lại những việc làm đó, lời nói đó và ý nghĩ đó, khi bạn ứng dụng vào trong đời sống thì bạn thu đạt được kết quả là bất an và khổ đau, thì bạn biết đấy là điều bất thiện,
Đấy là điều không đúng, bạn nên dừng, không nên tiếp tục hành vi ấy, lời nói đó và những cái ý nghĩ mang lại bất an đó. Hay nói một cách khác, thưa các bạn, ngày hôm qua khi kính dâng lên đại chúng chủ đề đúng và sai đó, thì Thiên Phước đã dâng đến đại chúng nội dung trọn vẹn của kinh Lama Kalama. Thưa, chưa hết. Thiên Phước nhớ nhầm đấy, chưa dâng hết đại chúng nội dung, nhưng mà ý tưởng của Đức Thế Tôn thì trọn vẹn rồi, rằng Đức Thế Tôn dạy rằng nếu mỗi chúng ta nghe lời của một vị thầy, một bậc đạo sư, một người hướng dẫn tâm linh tinh thần nào đó, và đem lời của vị ấy vào ứng dụng, và lời của vị ấy không bị người trí quở trách, không bị chê cười, và khi ứng dụng mang lại cho mình niềm vui an lạc, thì đó là đúng, đó là thiện. Và ngược lại thì đó là sai, đó là bất thiện. Vâng, chủ đề đúng và sai thì ngày hôm qua đó thì Tiêu Phước đã thưa, đã kính dâng cùng với đại chúng như vậy. Và thưa các bạn, như vậy thì ngày hôm nay trên tinh thần của nội dung những ngày pháp hội hay ngày mùng ba, là những ngày huynh đệ chúng mình cùng ngồi lại với nhau để cùng với nhau học pháp, để chi ạ? Là để chúng ta có thêm sự hiểu biết, có thêm nhận thức về sự thật của cuộc đời, và để từ đó chúng ta có năng lực tạo dựng những hạt giống an lạc và hạnh phúc. Với tinh thần như lời thơ nói là: một đời thoáng bóng trăng qua cửa, trăm năm kia thoát tựa khói mây, chữ tình như bốc hành tây, lớp lan càng lắm càng cay đắng nhiều, lớp lan càng lắm càng cay mắt nhiều, lụy chi lắm tiêu điều lòng dạ, chấp chi hoài quấy quả tâm can, lụy chi lắm tiêu điều lòng dạ, chấp chi hoài quấy quả tâm can. Thưa các bạn, chủ đề đúng và sai ngày hôm qua là để mời gọi cho chúng ta nhận diện ra được sự thật của cuộc đời, và từ đó chúng ta không còn lụy, không còn đắm chìm vào những thành bại được thua phải quấy, và cũng làm cho chúng ta gỡ bỏ những vướng mắc, những tâm tình tiêu cực có mặt trong đời sống của chúng ta. Bởi vì chấp chi hoài quấy quả tâm can, và cũng trên tinh thần gỡ bỏ vướng mắc trong tâm tình của chúng ta với cuộc đời, gỡ bỏ những tâm tình tiêu cực mà chúng ta phát sinh trong đời sống của mình, trong sự hướng về tha nhân, hướng về tìm cầu hạnh phúc, thì ngày hôm nay, thưa các bạn, Thiên Phước lại xin phép kính chia sẻ đến đại chúng một chủ đề mới nghe qua nghe rất là hoành tráng. Nhưng mà thưa đại chúng, Thiên Phước sẽ cố gắng cô đọng lại. Đấy là hai chữ: giàu và nghèo. Vì sao Thiên Phước lại muốn kính dâng đến đại chúng chủ đề hai chữ giàu và nghèo? Là vì Thiên Phước đã vừa thưa với các bạn là chỉ có nhận diện được sự thật của cuộc đời này, mà sự thật cuộc đời này, thưa, lúc thì sinh, khi thì diệt, lúc thì hợp, chốc sau thì lại tan, lúc ầm ầm tôn vinh, lúc lại đùng đùng hủy nhục. Có nghĩa là cuộc đời này luôn có hai mặt của nó.
Và nếu chúng ta bám víu theo điều này thì chúng ta sẽ bị vướng bận hệ lụy vào điều khác. Và ngày hôm qua thì chủ đề đúng và sai cũng là kính dâng đến đại chúng một đôi ý niệm. Hôm nay chủ đề giàu và nghèo cũng là cách để mời gọi đại chúng nhìn lại thái độ của mình, ý nghĩ của mình về những vấn đề chi phối cả một đời chúng ta. Giống như lời thơ hôm qua và hôm trước thì các bạn đã nghe đấy. Thương kiếp người sao trật trầy đau khổ, tìm mà miếng cơm manh áo kiếm nụ cười. Nhưng mà đã có được miếng cơm manh áo rồi thì người ta lại muốn có áo đẹp. Người ta muốn có cái điều gì hơn. Đã có nụ cười rồi thì người ta lại muốn đối nhân của mình khen tặng mình. Và đó là những nguyên cớ dẫn đến bất an và khổ đau. Khi người ta bắt đầu tích lũy thì thông thường chúng ta nghĩ rằng là đã bắt đầu giàu. Thôi thì chủ đề giàu và nghèo xin bắt đầu kính chia sẻ với đại chúng. Xin phép hỏi các bạn điều này nha. Các bạn bỏ quá cho, không có thì thôi. Lỡ mà mình có thì cứ giơ tay lên. Thế ở đây bạn nào là giàu? Có ai giàu không ạ? Rất tiếc là chùa chúng ta toàn là không có người giàu không. Thôi thì ở đây ai là nghèo? Cũng không có người nghèo. Vậy là chúc mừng cho Phật tử đi tham dự sinh hoạt ở chùa Định Quang là lưng chừng lưng. Cũng chẳng giàu mà cũng chẳng nghèo. Có phải không? Vâng, thưa các bạn, có thể là các bạn chưa kịp giàu. Và đất trời cũng thương cho nên cũng chưa bị nghèo. Hoặc là vì nghèo nó kèm theo chữ khổ cho nên lỡ có nghèo cũng không dám xác nhận. Phải không? Thế thì có thể là các bạn chưa kịp giàu, cũng chưa bị nghèo. Nhưng mà Thiên Phước tin rằng các bạn cũng hay nói đến hai chữ giàu và nghèo. Thế thì xin phép hỏi đại chúng vậy chứ, theo các bạn, bây giờ mình nói nghèo trước hay là nói giàu trước nha? Các bạn muốn nói nghèo trước hay nói giàu trước? Nói giàu trước hả? Nguy hiểm quá. Nếu mà nói giàu trước thì người ta gọi là tiền phú hậu bần, là theo phong thủy là không có tốt đó nha. Ở trước mà nó cao mà ở sau nó thấp là không có tốt. Thôi thì mình nói về nghèo trước phải không ạ? Và trong cách nói xưa là tiền bần hậu phú. Khi các bạn đến chùa tụng niệm thì Thiên Phước cũng có nói thuật ngữ ấy. Tiền bần hậu phú là khi người ta đánh mỏ, ban đầu thì đánh chậm và sau thì dùng thuốc lên một tí. Ban đầu lời kinh nó chậm rãi khoan thai một tí, nhưng mà về sau thì nhặt lên một tí. Tiền bần hậu phú. Và tiền bần hậu phú ở trong góc độ của cảm thụ về những điều mong ước của cuộc đời mà người ta gọi là may mắn đó, thì người ta gọi là tiền hung hậu kiết, tiền hung hậu cát. Trước đó, nó hơi xấu một tí nhưng mà sau thì nó tốt. Thì các bạn tu hành cũng vậy, các bạn học đạo cũng vậy, chúng ta nên chọn cái phương án là tiền hung hậu cát. Đi chùa mà lỡ thầy có rầy nhiều đó thì đó là tiền hung, còn hậu thì sao? Trốn khỏi chùa luôn vì không quen. Nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta trải qua được thử thách đó, ở chùa chiền đó, thì chúng ta có thể thành công tốt ở trong cuộc đời. Đấy là điều mà nói thêm cho các bạn nghe. Vâng, thế thì chúng ta cùng với nhau nói về chữ nghèo. Mọi người có đồng ý không ạ?
hay là nói chữ nhiều với đầu năm vào chùa tính là cầu phúc cầu an đầu năm, mà gặp thầy bữa đầu tiên gặp ông nói chữ khổ, cái bữa sau ông nói đúng sai, bây giờ ông lại bảo nghèo rầu chết đi được, có phải không? Có đồng ý là bây giờ chúng ta sẽ nói về nghèo một chút thôi, được không ạ? Mô Phật, cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, nói nghèo thì có lẽ là Thiên Phước cũng là người nghèo nhất. Vì sao ạ? Xin các bạn cùng với nhau lắng nghe khái niệm về nghèo. Diễn tả sự thiếu cơ hội để có thể sống một cuộc sống tương ứng với các tiêu chuẩn tối thiểu nhất định. Khi nói đến nghèo thì nói đến những thiếu cơ hội để có một cuộc sống tương ứng với các tiêu chuẩn nhất định, tiêu chuẩn tối thiểu. Nhưng mà cái thước đo về cái tiêu chuẩn này đó và những cái nguyên nhân mà dẫn đến nghèo đó, nó thay đổi theo từng địa phương và từng đất nước. Vì thế cho nên nghèo cũng 5-7 đường nghèo. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa đó thưa các bạn, thì một người nghèo, nghe cho kỹ nha, coi mình có nghèo không, thì Phước nghĩ là các bạn giàu rồi nha, nghe cho kỹ. Một người là nghèo khi thu nhập hàng năm ít hơn một nửa mức thu nhập bình quân trên đầu người hàng năm của quốc gia. Thế thì nếu theo khái niệm này, khái niệm rằng một người nghèo là cái mức thu nhập hàng năm ít hơn một nửa cái mức thu nhập bình quân đầu người một năm của cái quốc gia đó. Bây giờ các bạn có biết rằng cái tiêu chuẩn thu nhập bình quân đầu người của đất nước chúng ta một năm là bao nhiêu không ạ? Có biết không? Vậy là chúng ta mất cơ hội nghèo rồi. Tại vì đâu có biết cái bình quân thu nhập đầu người của một người trên quốc gia của chúng ta mà mình không biết. Còn tiêu chuẩn về người nghèo của Tổ chức Y tế Thế giới là thấp dưới một nửa của cái mức thu nhập bình quân đó. Mà bây giờ mình không biết cái mức thu nhập bình quân trên đầu người trên một năm ở đất nước mình thì là bảo đảm chúng mình không nghèo, tại vì đâu có chỗ để so sánh. Và thưa các bạn, khi Tổ chức Y tế Thế giới đã có khái niệm như vậy đó thì lại phát sinh ra một vấn đề, và Thiên Phước khi nãy nói đùa đó là rằng nghèo cũng 5-7 đường nghèo đó. Là khi như vậy, những quy ước về nghèo trên thế giới đã phát sinh ra là có nghèo tuyệt đối và có nghèo tương đối. Nghèo tuyệt đối là thế nào? Là theo quy ước chung của quốc tế đó, thì một người nghèo tuyệt đối thì bình quân thu nhập đầu người có một người ấy á là có giá trị tương đương với một USD, là một dollar, một đồng đô la của Mỹ trên một ngày. Hay dễ hiểu hơn, nếu một người mà trong một ngày mà họ đời sống của họ, việc làm của họ thu nhập chỉ đúng có một đồng đô la của Mỹ thì theo tổ chức của thế giới, quy ước của thế giới thì đó là người nghèo. Người nghèo tuyệt đối. Và đương nhiên cũng có những sự mở rộng. Là ví dụ như đồng ý đấy là tiêu chuẩn nghèo tuyệt đối của cư dân quốc tế. Nhưng mà đối với châu Mỹ, đối với người Caribbean, châu Mỹ Latin thì cái tiêu chuẩn ấy là hai Mỹ kim một ngày. Có nghĩa là với tiêu chuẩn ở Mỹ, châu Mỹ Latin, ở Caribbean thì một người được gọi là nghèo là một người ấy một ngày thu nhập 2 Mỹ kim,
chúng ta gọi là 2 đô la. Và cái tiêu chuẩn ấy thì thưa các bạn, đến Đông Âu thì lại là cái tiêu chuẩn của một người nghèo tuyệt đối. Ở Đông Âu thì là một người thu nhập một ngày được 4 Mỹ Kim. Còn tiêu chuẩn dành cho các nước phát triển rồi đó, thì một cư dân của một nước phát triển được gọi là nghèo á, trong cái giá trị nghèo tuyệt đối á, thì ở đất nước đó, cư dân của đất nước phát triển đó thu nhập bình quân á, mỗi ngày là 14,40 Mỹ Kim, thì người cư dân ấy được gọi là nghèo. Đối với thế giới, đối với tiêu chuẩn của cư dân quốc tế của những nước phát triển, thì hẳn nhiên là sau khi các bạn nghe xong thì các bạn biết là mình nghèo. Vì tính bình quân, có thể trong huynh đệ chúng mình có một số người sẽ không có cái thu nhập mỗi ngày được trên 14 đô, trên 14 Mỹ Kim. Thì chúng ta có thể nghèo, nhưng mà nghèo hơn các nước phát triển. Nhưng mà ngược lại thì ở Việt Nam cũng có rất nhiều tỷ phú. Và các bạn nên biết tỷ phú này là tính theo cái giá trị sở hữu tài sản về tiền Mỹ Kim á, chứ không phải là tỷ phú của người Việt. Việt Nam chúng ta có nhiều tỷ phú lắm. Vậy nên so với cư dân của các nước phát triển thì có thể chúng ta nghèo. Nhưng với nghèo tuyệt đối của quy ước của thế giới là mỗi ngày thu nhập một Mỹ Kim á, thì có thể các bạn có hơn. Còn tiêu chuẩn của Việt Nam thì thế nào? Thế các bạn có muốn biết không? Các bạn có muốn biết mình là, đối với Việt Nam mình là nghèo hay giàu không ạ? Và Thiên Phước không dám nói chuyện đời nay, Thiên Phước nói chuyện 10 năm trước đi cho nó dễ cho các bạn đỡ có buồn rầu trong trường hợp mà khi mình so sánh thu nhập bình quân của mình hiện nay với cái tiêu chuẩn nghèo của đất nước. Ở trong huynh đệ chúng mình có ai biết rằng cái tiêu chuẩn hộ nghèo á, mà chính phủ cấp cho cái nhà nào mà được xếp loại nghèo đó, thì thu nhập bình quân của hộ nghèo đó mỗi tháng bao nhiêu không? Dạ thầy hỏi ngặt quá, tụi này đâu có là hộ nghèo đâu mà thầy hỏi. Phải vậy không? Đúng là hỏi ngặt thật đấy chứ. Thôi, một câu hỏi không lời đáp. Thưa các bạn, riêng ở đất nước Việt Nam chúng ta, tính từ năm 1993 cho đến 2005, có nghĩa là cũng hàng chục năm trước rồi đó, còn chuyện hiện nay không dám nói. Bởi vì những quy chuẩn này khi mà chưa được phổ cập thì Thiên Phước không dám nói. Thưa các bạn, từ năm 1993 đến 2005 thì quy ước về cái chuẩn người nghèo của đất nước chúng ta nó đã thay đổi 4 lần. Còn hiện nay thì không biết nó đến cái chừng mức nào. Tuy nhiên, xin mời các bạn nghe một ít thông tin để chúng ta có thêm một tí kiến thức về nghèo. Thưa các bạn, từ 2001 đến 2005 thì theo quy ước của chính phủ thì những hộ ở miền núi, ở vùng sâu vùng xa, ở nông thôn, những hộ mà được gọi là nghèo đó, thì cái thu nhập bình quân của một cá nhân trong cái hộ đó đó trong một năm là 960 ngàn, thì hộ ấy, người cư dân trong cái hộ mỗi một năm đó, mà mỗi cư dân đó họ thu nhập có 960 ngàn theo tiêu chuẩn từ cái khoảng 2001 đến 2005, thì thưa các bạn, lúc đấy người cư dân ấy được xếp là hộ nghèo, nhưng đó là tiêu chuẩn của nông thôn và miền núi, và chúng ta quen gọi là vùng sâu vùng xa. Thế thì ở thành phố thì khác rồi.
Và từ năm 2006 đến năm 2010 đó, thì cái tiêu chuẩn về về nghèo để xếp loại hộ nghèo thì đã thay đổi. Là ví dụ như cư dân ở miền núi thu nhập bình quân mỗi người tính trên đầu người một năm là 2.400.000 thì mới được gọi là cư dân nghèo. Từ năm 2006 đến 2010, bình quân thu nhập của mỗi người mà ở dưới 2.400.000 thì gọi là nghèo, còn trên thì không xếp là nghèo. Đấy là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Còn ở thành thị thì người ta lại quy ước khác là nếu dưới 3.120.000 thì người ấy được gọi là người nghèo. Một người ở thành thị mà thu nhập dưới 3.120.000 vào chuẩn về người nghèo từ 2006 đến 2010, 3.120.000 thì mới là người nghèo. Còn ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh thì người ta quy ước rằng trong cái thời điểm từ 2006 đến 2010 thì thu nhập bình quân của đầu người là 4 triệu trên một năm thì mới gọi là nghèo, dưới chuẩn đó là nghèo. Và theo cách quy ước như vậy thì thưa các bạn là chúng ta vẫn nghèo hơn cái nghèo tuyệt đối của cư dân trên thế giới. Là vì sao? Là vì theo tiêu chuẩn của quốc tế, một người nghèo và được xếp vào nghèo tuyệt đối của cư dân trên thế giới thì mỗi một ngày thu nhập của họ, thu nhập bình quân của họ là 1 Mỹ kim. Vậy thì một năm cái thu nhập bình quân của một người nghèo tuyệt đối trong tiêu chuẩn của thế giới là 360 Mỹ kim. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái chuẩn về người nghèo là một năm là 4 triệu. Mà một năm là 4 triệu thì nó thấp, nó dưới cái mức, nó tương đương với thời bấy giờ là khoảng 284 Mỹ kim. Nó vẫn thấp hơn cái chuẩn người nghèo tuyệt đối của thế giới. Và hiện nay theo thông tin truyền thông thì chúng ta vẫn quen nghe là đất nước chúng ta đang phát triển. Thì Thiên Phước không biết rằng là thu nhập bình quân của cư dân thành thị, cư dân Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, những nơi hoành tráng đấy thì một năm bình quân thu nhập bao nhiêu. Nhưng nếu chiếu về thời gian cũ đó, khoảng 2006 đến 2010 đó, thì chuẩn người nghèo của đô thị của chúng ta vẫn thấp hơn chuẩn người nghèo tuyệt đối của thế giới. Và đó là những cái nghèo có quy ước. Còn từ hồi nhỏ thì đời sống của thế hệ tuổi của Thiên Phước và của các bạn, mỗi người chúng ta cảm nhận cái nghèo khác nhau. Cái nghèo của cư dân Việt trong thời gian chiến tranh vừa nghèo mà lại vừa khổ nữa các bạn, vừa có thể chết bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà bây giờ đất nước yên bình, có vẻ phát triển, thì cư dân hình như là không biết trân quý những cái duyên lành đó. Người ta sẵn sàng sát phạt nhau, thậm chí đi chùa mà người ta còn gây với nhau nữa các bạn ơi, xấu hổ chết đi được. Bởi vậy thà sống nghèo mà dễ thương. Thì thưa các bạn, như vậy thì chúng ta vừa chia sẻ với nhau về đôi nét liên quan đến nghèo, về quy chuẩn về nghèo của thế giới. Nhưng vì các bạn không nắm vững rằng cái thu nhập bình quân đầu người của đất nước chúng ta hiện nay là bao nhiêu, mà theo cái tiêu chuẩn khái niệm quy ước về tiêu chuẩn nghèo của thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới
thì người một người được gọi là nghèo á, là thu nhập bình quân của người ấy trên một năm nó phải thấp hơn một nửa cái thu nhập bình quân của đầu người trên một năm của quốc gia đó. Thế cũng mừng quá trời luôn, các bạn cũng không biết mình nghèo hay giàu. Thôi bây giờ nghèo thì là các bạn không biết mình là nghèo hay không rồi. Ê, nếu bây giờ mà cứ nói nghèo mãi thì quý vị sẽ chán lắm. Thôi thì Thiên Phước xin kính dâng đến đại chúng thế nào là giàu. Thế các bạn có muốn nghe không? Thiên Phước nhìn quanh qua đó thì thấy nhiều nụ cười công nhận đó nha. Cái gì chứ mà cái chữ giàu nó hấp dẫn lắm. Ít ra nó cũng tạo được cái niềm vui, cái nụ cười. Và vì thế cho nên trong thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật có nói đến năm loại phúc đức. Thì trong loại phúc đức đó là có giàu sang là một loại phúc đức. Giàu không có tội các bạn ạ. Cho nên các bạn có lỡ giàu thì cứ giàu đến luôn đi nha. Để rồi mình còn có cơ hội thương người giúp đời. Mà lỡ nghèo thì cùng lại đây với Thiên Phước. Thiên Phước đã quá là không có tiền của rồi, cho nên không có sợ nghèo nữa. Cùng nắm tay nhau đi vượt nghèo vượt khó. Nhưng mà lỡ giàu rồi thì cứ giàu đến đi. Giàu chân chất, giàu đạo đức nên nha các bạn nha. Sau khi các bạn đã nắm rõ cái khái niệm về nghèo thì các bạn mặc nhiên đơn giản hiểu rằng qua khỏi cái chuẩn nghèo là chuẩn bị giàu, phải không? Còn giàu đến nỗi mà nứt đố đổ vách thì cũng là cái chuyện trong văn chương, trong văn hóa xưa thôi, trong lối nói dân gian thôi. Vậy có lẽ là Thiên Phước chỉ xin giới thiệu đến đại chúng khái niệm giàu và đôi dòng ngắn về giàu thôi. Chúng ta nên nói nhiều về nghèo để rồi cái giàu tự nhiên nó đến, có phải không? Thôi thì xin mời đại chúng nghe khái niệm về giàu theo quy chuẩn của đất nước Việt Nam chúng ta. Chứ bây giờ Thiên Phước không nói quy chuẩn về giàu của thế giới. Giàu hay giàu là sự sở hữu vật chất, tài sản có giá trị. Một cá nhân, một cộng đồng, một vùng hoặc quốc gia có nhiều tài sản hoặc tài nguyên. Như vậy cá nhân ấy, cộng đồng ấy, vùng ấy hoặc quốc gia ấy được gọi là giàu. Thế các bạn có giàu không ạ? Chú cho cái điều này đâu có dám nói ra đâu. Thôi thì ai giàu thì tự biết, phải không ạ? Và đây là khái niệm về giàu theo từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học xuất bản và chủ biên là giáo sư Hoàng Phê. Xin lặp lại, giàu là thế nào? Giàu là thế nào? Là sự sở hữu vật chất, tài sản có giá trị. Một cá nhân, một cộng đồng, một vùng hoặc quốc gia có nhiều tài sản hoặc tài nguyên thì như vậy cá nhân ấy, vùng ấy, quốc gia ấy, cộng đồng ấy được gọi là giàu. Thế nhưng mà có một sự thật các bạn ạ. Có một sự thật rằng thế gian này là vô thường. Bất ngờ giây phút thoáng nhanh, sát na gây cấn, hóa thành chiêm bao. Ngày nào Vũ Nhôm giàu dữ lắm. Bây giờ có thể gia đình Vũ Nhôm cũng còn hơn người, nhưng mà Vũ Nhôm có giàu không? Ở trong đó không biết có được giữ cái gì không thì tôi không biết. Đấy, sự thật nghiệt ngã của cuộc đời là thế. Và vì thế cho nên thưa các bạn, Thiên Phước vừa kính dâng lên đại chúng đôi thông tin và hai khái niệm về giàu và nghèo. Chẳng qua là cũng là mua vui để được một vài trống canh thôi. Cũng là để mời gọi đại chúng
Khi nãy là các bạn đã nghe qua lời thơ đó: một đời thoáng, bóng trăng qua cửa, trăm năm kia thoát cửa khói mây. Chữ tình như bốc hành tây, lớp lan càng lắm càng cay mắt nhiều. Lụy chi lắm, tiêu điều lòng dạ, chấp chi hoài, quấy phá tâm can. Thì người ta giàu là vì người ta chứa chấp của cải tài sản. Người ta khổ đau là vì người ta chứa chấp những sự thù hận, hiềm hận, ganh tị, hơn thua. Thế người giàu cũng có thể là nghèo, mà người nghèo cũng có thể là giàu, là vậy đó. Vì sao? Vì sự tồn tại của chúng ta trong cuộc đời này, thưa, ở hai bệnh viện, tối thiểu là ở hai bệnh viện. Một là thân xác, hai là tâm hồn. Nếu chúng ta đem quy chuẩn ở nghèo là thu nhập mỗi năm bình quân một Mỹ Kim, thì đấy là nói đến liên quan đến thân xác. Có người thu nhập mỗi ngày không được một Mỹ Kim, nhưng mà người ấy đã cống hiến, đem công sức mình phụng sự cho cuộc đời có trị giá hàng trăm Mỹ Kim mỗi ngày. Điều ấy có thể các bạn chưa kịp suy nghĩ, thôi khó quá cho qua. Mà Thế Phước muốn thưa rằng, như vậy khái niệm về giàu và nghèo, thưa các bạn, sau khi các bạn đã nghe qua khái niệm về giàu và nghèo, rồi các bạn nhìn sự thật cuộc đời, ví dụ như giàu sang như Vũ Nhôm chẳng hạn, thì mình thấy rằng giàu hay nghèo không phải là vấn đề quan trọng, mà giàu hay nghèo cũng chỉ là khái niệm của con người, cũng chỉ là những tâm tình, những lo lắng và những ước vọng vụn vặt lắm. Đồng ý rằng đôi khi nó cũng chi phối người ta trong cuộc đời này. Nhưng khi mình hiểu ra, mình vỡ ra đó, thì những cái điều ấy không quan trọng. Và điều ấy thì thưa các bạn, ông bà xưa dạy rồi: tiền tài như phất thổ, nhân nghĩa tự thiên kim. Tiền bạc tài sản là cái như cái đất, đất bụi, đất vàng ở ngoài kia vậy thôi, nó không giá trị, đất bên lề đường thôi. Nhưng mà nhân nghĩa mới là ngàn vàng. Và đó là văn hóa tốt đẹp, truyền thống của tổ tiên của chúng ta. Và Thiên Phước tin rằng, đồng ý rằng trong huynh đệ chúng mình và người thân cũng lo làm giàu, cũng lo kiếm tiền, nhưng Thiên Phước nghĩ rằng và tin rằng mọi người cũng sẽ chú trọng vấn đề là nhân nghĩa tự thiên kim. Và vì thế cho nên mình tạm chốt ở nội dung thứ nhì, đấy là giàu hay nghèo cũng chỉ là một khái niệm. Vì sao chúng ta lại xác định rằng giàu hay nghèo cũng là một khái niệm? Thì như các bạn thấy đấy, những nội dung Thiên Phước vừa kính chia sẻ với các bạn, thì ở Việt Nam của chúng ta từ năm 2001 đến 2010, 2003 đến 2005, xin lỗi đại chúng, từ năm 1993 đến 2005, cái tiêu chuẩn về nghèo của đất nước chúng ta đã thay đổi 4 lần. Vậy thì nghèo cũng chỉ là một khái niệm, cũng chỉ là một quy ước nhất thời. Rồi giàu là thế nào? Ngày xưa, sau năm 75, cả một cái phường An Bình này được mấy chiếc xe Honda. Nhưng mà người ta sống vui, sống đạo đức và sống thương yêu nhau. Bây giờ ở phường An Bình này thì bao nhiêu chiếc xe hơi. Thế nhưng mà chùa cứ bị mất trộm hoài. Các bạn thấy không? Cư dân có giàu đấy, Phật tử có cúng dường chùa đấy, nhưng mà rồi vẫn có những người lại đi khoắng lấy cái của đó.
Vậy thì giàu hay nghèo, thưa, không quan trọng. Cái quan trọng là giàu hay nghèo, tâm tình đạo đức tốt đẹp. Sau năm 75 chùa Định Quang một chục năm dài, Thiên Phước nhớ là không có bị mất của. Vì có của đâu mà mất. Nhưng ý Thiên Phước nói rằng cái khi mà người ta sống nghèo, người ta sống dễ thương hơn. Không biết các bạn có cảm nhận được điều đó không? Nhưng vì Thiên Phước thường xuyên sống nghèo, cho nên Thiên Phước thấy được cái dễ thương của người. Và thế là đặc biệt sau thời kỳ đất nước mở cửa từ năm 90 trở đi, từ Nam chí Bắc là thấy rậm rịch rồi phát triển rồi, chu cho người ta đi xe hơi nhiều rồi, Thiên Phước cũng được đi ké nhiều lần. Nhưng mà thưa các bạn, chùa chiền thì người ta sẵn sàng phát tâm cúng dường, nhưng mà cũng không ít người sẵn sàng mượn không chịu nói luôn. Đấy, nó như vậy đấy. Cho nên giàu đạo đức, giàu tấm lòng mới là quan trọng. Vậy giàu nghèo cũng chỉ là khái niệm. Hơn nữa, trước đây á, Thiên Phước cũng đã nhiều lần chia sẻ với các bạn cùng sinh hoạt ở chùa đây về tâm tình rằng người giàu có nhất là không phải là người nhiều tài sản nhất, mà người giàu có nhất là người ít nhu cầu nhất. Cho nên thi thoảng đôi khi Thiên Phước cũng vỗ ngực cho là mình là giàu nhất, là đấy là muốn ngụ ý rằng vì Thiên Phước ngoài cái nhu cầu phải ăn để mà tồn tại, phải ngủ để mà tỉnh táo, để rồi tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, gọi là nhu cầu cơ bản của đời người, thì ngoài ra Thiên Phước không có nhu cầu gì cả. Cho nên Thiên Phước dám vỗ ngực xưng mình là giàu nhất. Và cũng có thể là có nhiều người giàu nhất. Cho nên giàu và nghèo thực ra không có một quy chuẩn nhất định. Giàu và nghèo cũng chỉ là một cảm thọ, nói theo ngôn ngữ chuyên môn của người học Phật, cũng chỉ là một ý niệm, một cảm thọ. Người chú trọng về đời sống tâm linh, người chú trọng về đời sống đạo đức, thì người ta chú trọng về giàu chất hàm dưỡng, giàu chiều sâu lắng của nội tâm, giàu tấm lòng vị tha. Còn người chú trọng vật chất thì có chính cách thì cũng ráng làm sao tìm cho được ra một đồng, vì đó là một thú vui. Có nhiều bạn khi nghe Thiên Phước nói như vậy thì nghĩ là tỷ phú thế giới là Bill Gates. Từng có những câu chuyện rất thú vị là khi ông đi dạo trên bãi biển thì Bill Gates vẫn lượm những đồng xu người ta lý do nào đó vung vãi ở bãi biển, và đương nhiên không nhiều, thi thoảng thôi, nhưng mà Bill Gates không bỏ, vẫn nhặt về. Bill Gates sẵn sàng nhặt những đồng xu 5 xu, 10 xu, 25 xu tiền Mỹ đấy. Nhưng mà Bill Gates sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ Mỹ Kim cho các chương trình nhân đạo thế giới. Vậy thì Bill Gates giàu hay nghèo? Nghèo hay giàu? Người Việt Nam mình là sám hối đại chúng. Trong cuộc đời Thiên Phước có một vài trải nghiệm, cũng có thể không phải là tất cả. Hay là Thiên Phước có nghe những câu chuyện có một số người sau khi đất nước đã hội nhập rồi đó, đã mở cửa rồi, là một số người bắt đầu có của ăn của để một tí thì ứng xử khác đi. Người ta rất là sang trọng, đến ăn trong nhà hàng thì cứ kêu thừa mứa ra, đặc biệt là ăn buffet, cái bụng chứa được bao nhiêu mà vô là ta có 100 món là cứ hốt hết xong rồi đổ bỏ. Vậy những người đó là giàu hay nghèo? Mô Phật bằng đạo không biết. Nhưng Thiên Phước hy vọng rằng sau buổi cùng với nhau tìm hiểu điều hay lẽ đẹp
và liên quan đến lời dạy của Đức Phật, các bạn nên có những động thái để làm phong phú thêm tâm hồn của mình. Phong là màu mỡ, phú là đầy đủ, phong phú là làm giàu cho tâm hồn của mình lên. Đấy là mục đích của một trong những mục đích của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Vâng, thưa các bạn, vậy khi các bạn đã nghe qua khái niệm thế nào là giàu, thế nào là nghèo, rồi ý tưởng rằng giàu và nghèo thưa chẳng qua cũng là một khái niệm, một quy ước, một cảm thọ. Và đặc biệt sau khi các bạn lại nghe Thiên Phước cung cấp một cách nói, một cách nghĩ, một tâm tình mà Thiên Phước đã từng chia sẻ là người giàu có nhất không phải là người nhiều tài sản nhất mà là người ít nhu cầu nhất, thì các bạn mới có thể đồng thuận. Và khi nãy Thiên Phước thấy nhiều bạn cười, có lẽ là đồng thuận rằng giàu hay nghèo cũng chỉ là khái niệm. Sau khi các bạn cùng với Thiên Phước chúng ta đã trải qua khái niệm thế nào là nghèo, là giàu, và chúng ta xác định rằng giàu hay nghèo cũng chỉ là một khái niệm, thì Thiên Phước kính chia sẻ đến đại chúng thêm đôi nội dung nữa. Nội dung tiếp tục ở đây là thái độ của người có trí đối với vấn đề giàu và nghèo như thế nào. Thưa các bạn, trước khi tiếp tục trong nội dung ấy thì Thiên Phước xin nhắc lại một câu chuyện mà trước đây Thiên Phước đã kể qua với đại chúng. Thiên Phước tình cờ đọc ở đâu đó, trong những câu chuyện hay của thế giới thì có một nhà vua nọ. Ông nghe danh về một nhà hiền triết lỗi lạc. Nhà vua cũng đôi lần có ý định sẽ đến tham vấn với nhà hiền triết. Và nhà hiền triết thì cũng chẳng bao giờ bận tâm đến cái sự giàu sang của nhà vua. Tuy nhiên nhà hiền triết thì có cái ưu tư, nhà hiền triết có ưu tư muốn xây một cái chiếc cầu cho một cái làng quê. Làng quê ấy nghèo, cho nên nhà hiền triết một hôm có ý định sẽ đi tìm gặp nhà vua để xin nhà vua ban cho làng ấy, làng nghèo ấy một đặc ân là xây một chiếc cầu. Khi nhà hiền triết nghe được thông tin rằng ngày hôm ấy nhà vua đến đền thờ ở làng nọ để cầu nguyện, thì nhà hiền triết mới quyết định đi gặp nhà vua. Còn trước đây thì nhà hiền triết là một nhà hiền triết, là một người mẫu mực trong đời sống tâm linh, thì người ta không quan tâm đến tiền bạc. Khi nghe nhà vua có buổi cầu nguyện ở một ngôi đền ở làng gần đó, thì nhà hiền triết bèn tìm về nơi đó, hy vọng có cơ hội chia sẻ tâm sự với nhà vua, và khẩn khoản nhà vua giúp cho ngôi làng ấy xây một chiếc cầu để đỡ nhọc và đỡ hao tổn mạng người. Chuyện kể rằng nhà vua đến chỗ đền thiên ấy trước, và trong khi nhà vua đang khấn khái lâm râm, như cách trước đây Thiên Phước nói mượn lời chuyện vui của người xưa và cái văn hóa khấn vái rất là bài bản của cư dân bà con miền Bắc ấy, là ví dụ như là nó là con lại chín phương trời, con lại mười phương Phật, con lại vua, lại chúa, lại mẫu, lại chầu. Trong câu chuyện xưa thì nó là con có thằng con trai đầu nó đi đứt, lại các ngài cho thằng út nhà con nó đi đứt nốt. Nhưng mà trong câu chuyện này thì nhà vua là cũng là khấn nguyện rất là râm ran. Nhưng mà nhà vua cuối cùng lại khấn nguyện thần linh ban cho nhà vua kho đụng thêm đầy, tài sản thêm nhiều, con cháu thêm đông. Và trong khi nhà vua đang lầm rầm khấn vái,
Thành tâm khấn vái như vậy thì nhà Hiện Triết đã đến bên sau lưng của nhà vua. Khi nhà Hiện Triết đã lắng nghe được tâm sự của nhà vua tấu lên với thần linh ở trên rồi, thì nhà Hiện Triết thất vọng quá, quay lưng đi thẳng. Vừa lúc ấy nhà vua quay ra thì thấy nhà Hiện Triết mà nhà vua ước ao lâu nay được gặp mà chưa có dịp. Nhà vua liền lên tiếng cho cận thần mời nhà Hiện Triết lại, giữ nhà Hiện Triết lại. Thì điều đầu tiên nhà vua hỏi, thì nhà vua mới hỏi rằng vì sao ông gặp trẫm mà ông lại quay lưng đi, trong khi có bao nhiêu người lại rất là mong muốn gặp trẫm. Nhà Hiện Triết mới thành thật thưa với nhà vua rằng: thưa hoàng thượng, tôi nghĩ ngài là một vị quốc vương của cải tài sản là nước đố đổ vách, phúc lộc đầy nhà, thế mà khi mà tôi nghĩ như vậy thì tôi nghĩ rằng tôi đến với nhà vua để xin nhà vua chia sẻ giúp đỡ cho làng nghèo ở bên bờ sông kia một chiếc cầu. Sở dĩ tôi muốn đến xin nhà vua là vì nghĩ nhà vua đủ giàu để có thể giúp đỡ được. Nhưng khi tôi đến đây, tôi thấy nhà vua cũng vẫn là một kẻ đang van xin, thì có điều gì để mà tôi phải cậy nhờ nhà vua? Đấy là câu chuyện xưa Thiếu Phước không nhớ là đọc ở đâu. Từ đó mình suy nghĩ, mình thấm thía lắm. Như lời tổ tiên dạy đó, chúng ta hãy làm giàu tâm hồn của mình, giàu đạo đức, giàu lòng vị tha, giàu tình thương yêu là trọng. Câu chuyện ấy đã nhắn gửi một thông điệp rất rõ ràng. Điều mà những người đạo đức chú tâm, điều mà những người trí quan tâm đó, đấy là sự phát triển đạo đức nơi mọi con người, chứ không phải là sự phát triển của cải tài sản. Vâng, thì thưa các bạn, như vậy từ đó các bạn cũng đã có một ý niệm rất là rõ ràng về thái độ của người trí đối với giàu và nghèo. Và sau đây thì thưa các bạn, khi nãy là chủ yếu là nói là với người giàu, và sau đây thì xin phép đọc hầu cho các bạn một bài phú rất thú vị. Mà ngày xưa khi tôi mới học lớp 9 mà tôi đã vớ được bài phú này rồi là tôi học thuộc luôn. Lâu rồi tôi không nhớ hết, cho nên hôm nay tôi phải lục lại. May mắn là tìm được. Chém chà cái khó, chém chà cái khó. Rồi nào là đầu tường mọt tạc vẽ sao, rồi trước cửa nhện văn màn gió vân vân. Thì xin thỉnh đại chúng lắng lòng nghe một cái bài phú. Nghe một bài phú là một thể loại văn chương rất là đặc sắc trong văn hóa Việt của chúng ta xưa. Và bài phú này có tên là Hàng Nho Phong Vị Phú, là bài phú nói về cái nghèo của một nhà nho rất là thú vị. Vâng, thưa các bạn, xin hoan hỷ lắng nghe nội dung của bài phú. Chém cha cái khó, chém cha cái khó, khôn khéo mấy ai, xấu xa một nó. Lục cực bày hàng sáo, rành rành kinh huấn dẫn say. Vạn tội lấy làm đầu, ấy ấy ngạn ngôn hẳn có. Kìa ai, bốn vách tường mo, ba gian nhà cỏ. Đầu kèo mọt tạc vẽ sao, trước cửa nhện văn màn gió. Phiên trúc ngăn nửa biếp nửa buồn, ống nứa đựng đầu kê đầu đổ. Đầu giường tre mối duỗi quanh co, góc tường đất run đùn lố nhố. Bóng nắc dọi trứng gà bên vách, thằng bé tri trô. Hạt mưa soi hang chuột trong nhà, con mèo ngắp nghé. Trong củi
lợn nằm gặm mát, đói chẳng muốn kêu. Đầu vàng chuột cậy khua niêu, buồn thôi lại bỏ. Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no. Đêm năm canh an giấc ngái kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngõ. Ấm trà góp lá bàn lá vối, pha mùi chát chát chua chua. Miếng trầu têm vỏ mận vỏ già, buồn miệng nhay nhay nhổ nhổ. Áo vải thô nặng trịch, lạnh làm mền, nực làm gối. Bốn mùa thay đổi bấy nhiêu, khăn lao dắt đỏ lờm, giải làm chiếu vẫn làm quần. Một bộ ăn chơi quá thú, đổ mồ hôi vỗng lát quạt mo. Chống hơi đất dép da guốc gỗ, miếng ăn sẵn cà non mướp luộc, ngon khéo là ngon. Đồ chơi nhiều quạt sậy điếu tre, của đâu những của. Độ chiên trà ấm đất sức vòi, cuộc uống rượu be sành chấp cổ. Đồ cổ khí bức tranh treo trên vách, khói bay lem luốc màu thủy mạc lờ mờ. Của tiểu đồng pho sách gác đầu vàng, dáng nhắm lâm nhâm. Dấu thố châu đỏ đỏ, dấu thổ châu đo đỏ. Cổ bài lá ba đời cửa tước, hàng văn sách mập mờ. Bàn cờ xăng bảy kiếp nhà ma, chữ nhật chữ điền siêu xó. Lộc nhĩ điền lúa chất đầy rương, phương tịch cốc khoai vừa mọc vỏ. Tiêu dụng lấy chi mà phao phóng, thường giữ ba cọc ba đồng. Mùa màng dành để có bấy nhiêu, chừng độ một chiên một bó. Mỏng lưng xem cũng không giàu, nhiều miệng lấy chi cho đủ. Đến bữa chưa sẵn bữa, còn trẻ khóc giường ông. Quá kỳ lại hẹn kỳ, nhà nợ kêu như ó. Thuốc men rắp bòm chày gỡ bữa, xong nghĩ cầu ý giả, nào cho đáng giá lương y. Thầy bà mong dối trá kiếm ăn, lại nghĩ chữ dũng như phép chi được nổi danh pháp chủ. Quẻ giả hạt toan nhờ lộc thánh, trút muối đổ biển ta chẳng bỏ bèn. Huyệt chân long toàn bán đất trời, ngồi mã tán cha tìm còn chưa chỗ. Buôn bán rắp theo nghề đó, xong lạ mặt chúng hồng rước gánh, mập mờ nên hàng chẳng có lời. Bạc cờ toan gỡ con đen, chưa sẵn lưng làng lại dành hỏi. Gạn mãi giảm không ra thổ, gặp khúc lương ít kẻ yêu vì. Gương mắt ếch biết vào đâu mượn mỏ, đến lúc niên trung nguyệt quý, lấy chi tiêu đồng nợ đồng công. Gặp khi đường xấu chân cùng, nên phải tới cửa này cửa nọ. Thân thỉ to to nhỏ nhỏ, ta đã mỏi cẳng ngồi trì. Dần già nọ nọ kia kia, nó những vuốt râu làm bộ. Thầy tớ sợ men tìm đến cửa, ngoảnh mặt cúi đầu. Chị em e vất lắm vào lưng, chìa môi nhọn mỏ. Láng giềng ít kẻ tới nhà, thân thích chẳng ai nhìn họ. Mất việc toan dở nghề cơ tắc, tuổi con nhà mà hổ mặt anh em. Tốn đường mong quyết chí cùng tư, e phép nước chưa gan sừng sỏ. Cùng con cháu thở nói năng chuyện cũ, giường ngâm câu lạc đạo vong bần. Gặp anh em khi bàn bạc sự đời, lại đọc chữ vi nhân bất phú. Tất do thiên âu phận ấy là thường, hữu kỳ đức ắt trời kia chẳng phụ. Tiếc tài cả phải phan ngu bản trúc, dấu xưa ông phó ông hề. Cần nghiệp kho khi tạc bích tụ huỳnh, thở trước chàng khuôn chàng vũ. Nơi thành hạ đeo cần câu cá, kìa kìa người quốc sĩ hoài ân. Chốn lý trung sách thớt chia phần, nọ nọ đấng mưu thần dương võ. Khó
ai bằng mãi thần mông chích, cũng có khi ngựa cởi dù che. Dầu ai bằng vương khải thạch sùng, cũng có hội tường siêu ngói đổ. Mới biết khó bởi tại trời, dầu là cái số. Dầu ai ruộng sâu trâu nái, đụn lúa kho tiền, cũng bất quá thủ tài chi lộ. Thưa các bạn, bài Hàng Nho Phong Vị Phú này là của Nguyễn Công Trứ Tiên Điền, quan Tiên Điền Nguyễn Công Trứ. Ngày xưa có công khai hóa cái vùng Thi Phước, nếu nhớ không lầm là khai hóa vùng Thanh Hóa, Nghệ An, vùng Nghệ An. Và với bài Phú có 798 chữ, thì bài Phú này lại có đến 35 câu đối và chỉ có 6 dòng tự do. Nhưng các bạn nghe đấy, có điều gì đó mà chúng ta gọi là có một cái chút gì đó, đó ngạo nghễ, có một chút gì đó gây cười. Ví dụ như những bữa nói chuyện với con với cháu thì dường ngâm câu lạc đạo vong bận, là cái vị nhà nho nghèo này diễn tả cảnh nghèo của mình rất là thú vị. Từ cái phên vách được ngăn bằng phên thôi, mà một nửa thì buồn thì nửa là bếp, rồi heo thì gặm mát, đói chẳng buồn kêu, vân vân, rất là thú vị. Nhưng mà vì ngày hôm nay chúng ta chỉ điểm qua chủ đề giàu và nghèo, chứ không phải ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu một án văn bất hủ, cho nên Thi Phước chỉ kính dân đọc cho đại chúng để nghe, để đại chúng có thể cảm nhận một tí gì đó về thái độ của người trí, người có học đời xưa, người ta tỏ thái độ của người ta đối với cái giàu và cái nghèo như thế nào. Thưa các bạn, qua phong thái của Hàng Nho Phong Vị Phú, có thể ngày hôm nay các bạn chưa cảm thụ hết, và Thiên Phước chỉ gợi ý để các bạn có dịp tìm đọc. Khi nào có duyên chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một thời gian tương đối, vì bài Phú này là một lối viết văn chương xưa rất khó. Thiên Phước cũng chưa có viết thử Phú nữa. Thơ Đường thì Thiên Phước biết làm, nhưng mà Phú này thì chưa. Mà đưa điển tích vào để tạo nên tiếng cười, để thể hiện những sự trào phúng á, bằng điển tích á, thì phải nói là Nguyễn Công Trứ là một nhân tài. Với 789 chữ của bài Phú này, ông đã có 35 cái câu đối, cái vế đối ở trong đó, và có đến trên 24 điển tích. Điển tích là thế nào? Điển tích là những lời nói có nguồn gốc xuất phát từ sách vở xưa nữa. Ví dụ như khi nãy các bạn nghe là người quân tử ăn chẳng cầu no, đêm năm canh an giấc ngái kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ. Thì đấy là một điển cố xuất phát từ trong Luận Ngữ, là một trong những tác phẩm nổi tiếng của văn hóa cổ đại của Trung Quốc. Thì trong Luận Ngữ có câu là vạn tối bất như bần, quân tử thực bất cầu bảo, cư vô cầu an. Người quân tử ăn thì không cầu no, sống thì không cầu an. Còn chúng ta thì sao? Điều ấy thì mỗi người phải nên biết. Và nơi đây xin bật một bí kíp cho đại chúng là nếu các bạn bắt đầu sau tuổi 30, 40 rồi đó, thì khi ăn, bí quyết giữ sức khỏe là không nên ăn no.
Lỡ có ngon lắm thì cũng ăn 90% thôi, nó có đừng nhét nhét thêm nữa. Còn trong văn chương xưa, trong luận ngữ nó là quân tử thực bất cầu bảo, cư vô cầu an. Ý tưởng ấy rất là sâu, ở đây chúng ta không có thời gian để nhắc đến. Nhưng mà đấy là một ý mà trong điển tích Nguyễn Công Trứ đã dẫn đến để thể hiện cái sự ngạo nghễ của một nhà nho nghèo. Nghèo mà ngạo nghễ thế mới gọi là nghèo là mà sang, có phải không các bạn? Thành ra thôi thì thái độ của người trí đối với giàu và nghèo thế nào thì các bạn đã nghe qua câu chuyện nhà hiền triết không thèm xin cái sự giúp đỡ của nhà vua, vì thấy nhà vua tuy là giàu tài sản nhưng rất nghèo túng tâm hồn, cho nên nhà hiền triết không muốn kết nối. Còn bài Phú Hàng Nho, Phong Vị Phú của Nguyễn Công Trứ thì đầy chất ngạo nghễ của một nhà nho nghèo, nghèo mà sang, nghèo vui nghèo giữ đạo. Đấy là cách nói của người xưa. Và thưa các bạn, hiện nay trên thế giới thì có nhiều đất nước vẫn không muốn nối kết với cái nền công nghệ thế giới, là vì các nhà lãnh đạo của đất nước ấy biết rằng khi kết nối với nền công nghiệp thế giới và những nền công nghiệp phát triển nhanh mà không có an toàn như khu công nghiệp Formosa chẳng hạn, những cái nền công nghiệp ấy mà mang đến đất nước nào là chỉ mang đến hủy hoại môi trường đất nước đó. Formosa ngày xưa đã mở cơ sở ở Mỹ, nhưng mà với cái luật bảo vệ môi trường của Mỹ gắt quá thì Formosa cũng phải chạy và cuối cùng mở ở Việt Nam. Thì như vậy cái cơ hội để được giàu và cái cơ hội để hủy hoại môi trường là một điều đau đầu các nhà lãnh đạo các đất nước. Và vì thế cho nên ông bà xưa vẫn chủ trương là vui nghèo giữ đạo. Và như vậy thưa các bạn, thái độ của người trí người xưa đối với giàu và nghèo các bạn đã nghe qua. Còn thái độ của hàng tri thức của đất nước chúng ta đối với giàu và nghèo hiện nay thì thiên phước không dám làm bạc. Các bạn có thể tự biết. Và điều mà thiên phước ưu tư muốn chia sẻ với các bạn đấy là thái độ của người học Phật đối với giàu và nghèo, bởi vì điều ấy là cần yếu cho chúng ta. Khi chiều có một gia đình từ Biên Hòa có duyên ghé qua lễ Phật cúng dường để hồi hướng siêu độ cho một cụ bà mất hôm mùng 3 Tết. Rồi hôm trước có một cụ bà là Phật tử ở Long Bình mất vào 30 Tết. Thì gia đình băn khoăn, hai gia đình băn khoăn là có nghe quý thầy, có nghe ai đó bảo rằng là phải trai tăng cúng dường mới siêu độ được cho các cụ. Và các bạn biết rằng với sự hướng dẫn của quý thầy đó và của không ít người Phật tử rằng là phải thỉnh từ 30-40 thầy trở lên thì mới siêu độ được. Mô Phật à, đại chúng nghĩ sao? Hóa ra cái pháp trai tăng cúng dường là một pháp thanh tịnh, lợi ích kẻ mất người còn. Mà nếu không hiểu đúng á, hóa ra là chỉ có người giàu mới làm được sao? Trai tăng cúng dường bây giờ tối thiểu cũng phải là theo tôi cũng không biết nữa, nhưng mà hình như là khoảng 500.000 cúng cho một thầy. 30 vị chi là bao nhiêu? Và chưa kể là những chi phí khác. Vậy nếu theo sự hướng dẫn của vị thầy A, vị thầy B, Phật tử A, Phật tử B nọ đó, thì muốn siêu độ cho hai cụ bà đó là cũng phải có tiền. Có tiền ăn rồi mà phải có tiền để nữa.
chưa đến nỗi giàu lắm, nhưng mà ít ra cũng phải có của mới làm được. Vậy thì người nghèo lấy đâu tiền để trai tăng cúng dường, lấy đâu tiền để hồi hướng siêu độ cho vong linh? Và từ đó Thiên Phúc trình bày với đại chúng, mặc dầu không có ý tưởng ở ban đầu, để đại chúng thấy rằng Phật Pháp là từ bi phổ độ. Có nghĩa là giáo lý của Phật Đà, người giàu ứng dụng cũng được, người nghèo cũng ứng dụng cũng được, người trí ứng dụng cũng được, người không giỏi quá ứng dụng cũng được. Tất cả khi ứng dụng Phật Pháp đều được lợi ích. Mà bây giờ vẫn có những sự truyền bá, những đức tin và những hành vi làm chúng ta có thể hiểu nhầm tinh thần Phật Pháp. Ví dụ như câu chuyện Thiên Phước vừa kính chia sẻ với các bạn, hóa ra là phải có tiền mới siêu độ được. Nó thật là vô lý, nó thật là không có đạo lý. Cho nên có lẽ rồi huynh đệ chúng mình cũng nên ngồi lại với nhau nhiều hơn, để chúng ta cùng với nhau tìm hiểu những vấn đề thuộc về đạo lý. Và đạo lý của ngày hôm nay là giàu và nghèo. Và Phật Pháp là từ bi phổ độ. Không phải có tiền mới tu học Phật được, không phải phải có tiền mới siêu độ vong linh được. Đó là những sự hướng dẫn lầm lạc, nếu không nói là có những dụng ý tiêu cực. Và vì thế cho nên đạo tràng ở đây, Thiên Phước luôn mời gọi các bạn đến đây một cách tự do, một cách thoải mái, tự do trong nghiêm chỉnh, trong đạo đức, thoải mái là không quan tâm đến tiền của vật chất. Có vài vị vào gặp Thiên Phước hỏi vài câu về tuổi tác số mạng, Thiên Phước ý không muốn nói, nhưng mà lỡ rồi cũng phải tiếp rồi cũng phải nói cách gì đó. Hồi cái vị ấy mới móc túi ra, không biết nhiêu đó, móc túi lò dò. Thiên Phước hỏi làm gì? Dạ con có tí lọc để thầy uống cà phê. Những động thái như vậy nó làm hư chư tăng, nó làm, nói hơi khó nghe là hoen ố cửa thiền môn. Phụng sự chúng tăng cúng dường tam bảo tùy duyên tùy cảnh, và Thiên Phước đã chia sẻ chủ đề bố thí hay cúng dường ở trên YouTube. Các bạn đánh thích Thiên Phước bố thí hay cúng dường, nó đã hiện ra cái bài đó, nên nghe lại để hiểu hơn về bố thí, về cúng dường. Và người học Phật đối với cái giàu và nghèo thế nào? Thưa các bạn, Thiên Phước vừa nói rằng nên nghe chủ đề bố thí hay cúng dường là vì sao? Vì người học Phật thì Đức Phật dạy trong 6 hạnh hoàn thiện cái phẩm chất của một vị Phật Bồ Tát là bố thí đứng đầu. Và thông thường chúng ta nghĩ rằng bố thí là phải có tiền, chúng ta nhầm lẫn rồi. Và nghĩ rằng cúng dường là phải có tiền, lại sai lầm rồi. Và người đệ tử Phật với giàu và nghèo thì người đệ tử Phật luôn giàu. Tại sao? Vì Đức Phật dạy bố thí. Mình không có cái để bố thí thì mình nghèo mất rồi. Nhưng mà Đức Phật dạy mình bố thí có nghĩa là các bạn đều là người giàu. Xin cho một tràng pháo tay mừng mình là người giàu. Vì sao? Vì Đức Phật dạy chúng ta bố thí, có nghĩa là Đức Phật dạy rằng bạn giàu. Còn nếu bạn nào chưa biết các bạn giàu thì ngày mai đến gặp Thiên Phước chỉ ra các bạn thấy các bạn giàu cỡ nào. Cho nên người học Phật phải biết rằng mình giàu. Còn đơn giản hơn, các bạn nhớ khi nãy Thiên Phước thưa, người giàu có nhất không phải là người nhiều tài sản nhất, mà là người sống ít nhu cầu nhất. Thế mình chẳng giàu là gì ? Nếu các bạn ít nhu cầu. Vâng, thưa các bạn, người đệ tử Phật, thái độ của người đệ tử Phật với giàu thì xác định giàu và nghèo thì đệ tử Phật là giàu, nếu người đó phát tâm bố thí.
Còn đạo lý về sự bố thí thì hãy xem chủ đề bố thí hay cúng dường. Và thưa các bạn, chúng ta chẳng những giàu mà phải là luôn giàu. Tuy nhiên, khi bố thí có tài thí, pháp thí và vô ý thí, những nội dung ấy xin chia sẻ thêm sau này. Và thứ nhì, thì thưa các bạn, xin các bạn lắng lòng nghe một bài thi kệ của một vị tổ sư vào những năm 40 mấy của thế kỷ 20. Ngài có làm một bài thơ rất là thú vị liên quan đến giàu và nghèo. Xin các bạn lắng nghe. Xin hoan hỷ lắng lòng nghe. Đó là bài thơ của Tổ Tuệ Đăng, là một vị tổ sư rất nổi tiếng thời Pháp cai trị đất nước chúng ta. Mà ngày xưa cụ bà có công cùng với Hòa Thượng Tổ Sư Chùa Định Thành khai mở cái chùa này. Bà cụ có công về đây đó, trồng cây, trồng vân vân, lo việc bếp núc đó. Thì bà cụ có kể cho tôi nghe về những màu diệu về đạo đức của tổ sư. Ví dụ như lúc bấy giờ người Tây là hay ruồng bố và bắt ngài. Và theo bà cụ kể rằng thấy ngài ở trong cái tháp chuông đó, nhưng mà khi lính Tây ruồng bố đến vào tới nơi thì không thấy đâu hết. Người ta chỉ thấy một đám mây tụ lại rồi biến đi. Và đó là câu chuyện của bà cụ thường trụ ở chùa. Bà thọ tới 98 tuổi, cho nên thời gian thiên phước về chùa ở những năm 75 cho đến năm 2002 bà mới mất. Thì bà có kể những câu chuyện về cụ tổ ở đây. Và cụ tổ ở đây ngài nói về nghèo như thế nào, kiếp nghèo. Đây là tựa đề bài thơ của ngài: cái nghèo thiên hạ phải kinh hoàng, duy có lão thiền nghèo mới sang. Nghèo sạch sáu căn, tâm sạch bóng, nghèo không ba nghiệp đạo hoàn toàn, nghèo ra ba cõi thành vô lượng, nghèo thấu hư không tột niết bàn, mới biết cái nghèo vô lượng giá, nghèo cho đau để đổ hào quang. Ngài nói đến nghèo, nhưng mà nghèo của ngài là toàn những đạo lý trác tuyệt. Ví dụ như nghèo không ba nghiệp đạo hoàn toàn, có nghĩa là trong thân và tâm, trong cảnh giới của ngài tu thì không có cảnh giới của địa ngục, của súc sinh và của ngạ quỷ. Ngài nghèo đến nỗi mà cái cảnh giới ngài tu không có cái cảnh khổ của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Trong khi đầu lời thơ ngài dạy rằng cái nghèo thiên hạ phải kinh hoàng. Sợ nỗi nghèo là một chủ đề muôn thuở của văn học. Các bạn vừa nghe lời thi kệ của tổ xưa. Ngài bảo là nghèo ra ba cõi thành vô lượng. Người nghèo không có nhà để ở. Với người xuất gia thành tựu được Phật Pháp thì không bị trói buộc bởi ba cõi, cho nên nghèo ra ba cõi thành vô lượng. Có nhiều bạn đi ở trọ lại buồn. Nếu các bạn chỉ cần đổi cách nhìn thấy vui. Có nhiều bạn rất tự hào là mình có chiếc đồng hồ quý, mình có chiếc điện thoại quý, mình có cái viên hộp xoàn to, nhưng mà có dám đeo kè kè mãi bên người không? Đặc biệt là đi ban đêm ban hôm, đi vùng sâu vùng xa, dám không? Thế thì làm sao bằng được những ví dụ như thiên phước, hay là những người mà người ta thi thoảng người ta ghé qua cái tiệm kim hoàng, tiệm vàng, ta ngó những tiệm đồng hồ, ta ngó những đồng hồ đời mới nhất, đắt giá nhất là mấy chục ngàn đô, những viên hộp xoàn là hàng triệu đô. Họ ngó xong họ về, có người giữ giùm họ.
Có phải không? Cái người đó mới là giàu. Không có tốn tiền giữ gìn, nhưng mà muốn ngó là ngó được, muốn xem là xem được. Thế nhưng mà người giàu bây giờ ở Việt Nam và ở nước ngoài đôi khi có của phải đem vào gửi những cái chỗ người ta gọi là security box, là gửi vào những cái chỗ để bảo vệ. Và đôi khi muốn ngó thì ở xa quá cũng không lấy ra ngó được. Còn các bạn ở thành phố muốn ngó viên kim cương hạt xoàn 5 gara, cứ ra những cái tiệm hạt xoàn nào mà giàu nhất, ngó xong rồi về, thế là sướng chết đi được. Không cần phải tốn tiền và không cần phải canh cánh giữ gìn. Chúng ta chỉ cần đổi cách nghĩ là chúng ta rất hạnh phúc. Các bạn nghĩ xem, các bạn sở hữu một căn nhà, khi các bạn sống nhà trọ, các bạn cho rằng khổ. Mình không thích thì mai mốt mình đổi qua nhà trọ khác đẹp hơn, nếu mình thu nhập khá hơn. Nhưng mà lỡ mà cất căn nhà rồi, có khi mấy chục năm sau mới có tiền cất được khá hơn. Mà cứ phải là như thế thôi. Chứ kể là cất căn nhà phải nợ, còn nhà trọ tới mỗi tháng mình tính toán làm sao đồng tiền lương của mình vừa vặn với thu chi, thế là hạnh phúc. Không cần phải coi tường có nứt hay không, có cần phải sơn lại hay không. Nhà cứ mỗi năm đến Tết phải lo quét vôi, phải lo mua sơn, có phải là phiền phức không? Cho nên chúng ta chỉ cần đổi cách nhìn thì nghèo hóa ra giàu. Không sang biến thành sang. Đấy, ngài Tổ Huệ Đăng, Tổ Thiên Thai, khi mọi người kinh hoàng về điều mà người ta cho là nghèo, thì ngài nói duy có lão thiền nghèo mới sang. Vì sao? Với ngài, nghèo không ba nghiệp đạo hoàn toàn, nghèo ra ba cõi thành vô lượng. Và Thiên Phước mới đem hình ảnh ấy mới nói rằng khi nghèo không có nhà ở, thành ra rất tự do, không phải đóng thuế đất, không phải nay đóng tiền này mai đóng tiền kia. Chuyện đóng tiền đó chủ nhà trọ lo, chúng ta không cần phải lo. Chúng ta chỉ cần đổi cách nghĩ thì trong hoàn cảnh nào mình vẫn cứ là vui sống. Nghèo thấu hư không tột niết bàn, mới biết cái nghèo vô lượng giá, nghèo cho đáo để đổ hào quang. Thưa các bạn, tại sao Tổ nói là nghèo mới biết cái nghèo vô lượng giá, nghèo cho đáo để đổ hào quang? Là vì trong tinh thần của nhà Phật, chúng ta tự bản nguyên vốn là thanh tịnh, nhưng do chấp trước, chúng ta mới có chấp trước về vật chất, chấp trước về tinh thần, và chúng ta mới có phiền não, nào là giận là thương, vân vân và vân vân, rồi là nào giận thì giận mà thương thì thương, vân vân, đủ thứ rắc rối. Nhưng với người tu đã trở về chân tâm bản nguyên rồi, những thứ vụn vặt ấy cho đến tài sản bên ngoài không làm động niệm được. Thành ra nghèo ra ba cõi thành vô lượng, thế mới biết cái nghèo vô lượng giá, và nghèo cho đáo để đổ hào quang. Có nghĩa là đến cùng tột, tâm không còn một vật, thân lúc có lúc không, lúc hợp lúc tan, lúc thành lúc bại, không bám víu vào. Người nghèo thì mới cần sắm sửa. Người có đủ tài sản rồi có cần sắm sửa không? Không. Thì theo cách nói và cách nghĩ Thiên Phước vừa chia sẻ với các bạn, thì Tổ bảo rằng nghèo cho đáo để đổ hào quang, là với người tu khi tâm đã lặng rồi, không bám víu vào vật chất, không đuổi theo danh vọng, không đuổi theo lợi dưỡng, không đuổi theo thành bại được thua, thì tâm hồn trở về bản nguyên, không bám víu gì cả, thì giống như một người mà có đầy đủ kho tàng rồi thì không cần sắm sửa thêm gì cả. Cho nên nghèo cho đáo để đổ hào quang,
là một cảnh giới mà chúng ta khó hiểu, khó thấu. Vâng, thưa các bạn, khi Thiên Phước Kính dâng lên cho đại chúng chủ đề giàu và nghèo, và chủ đề ấy kết thúc bởi lời thi kệ của Tổ Tuệ Đăng, thưa các bạn, các bạn đã nghe qua khái niệm như thế nào về nghèo, thế nào và giàu, và các bạn biết rằng giàu và nghèo cũng chỉ là một khái niệm. Và hơn thế, Thiên Phước cũng chia sẻ với các bạn thái độ của người trí, người có hiểu biết với giàu và nghèo như thế nào. Thì các bạn xin nhớ lại câu chuyện nhà hiền triết tìm gặp nhà vua và không thèm gặp nhà vua, hay là sự ngạo nghễ trong cái nghèo của những nhà nho xưa, một truyền thống tốt đẹp của văn hóa của tổ tiên xưa của chúng ta. Ngạo nghễ ấy là thế nào? Là vui nghèo giữ đạo. Còn thái độ của người học Phật đối với nghèo thì các bạn đã nắm vững. Đức Phật dạy chúng ta bố thí cũng có nghĩa là Đức Phật đã xác định là chúng ta có những của quý, có của báo, có khả năng giúp đỡ người khác. Chỉ có là chúng ta chưa nhận diện ra của quý của báo của mình. Hay nói một cách khác, là người Phật tử chúng ta nên tìm biết mình giàu như thế nào, phải quản lý cái tài khoản của mình, không khéo hacker nó vào nó lấy hết nha. Cái lòng tham sân của chúng ta nó sẽ tiêu tốn hết cái tài sản đó. Và như vậy, đối với người học Phật, giàu và nghèo chỉ là một khái niệm. Và người học Phật cũng trên cơ sở văn hóa của tổ tiên ông bà, giàu là vui nghèo giữ đạo, giàu là làm sao cho phong phú tâm hồn. Giống như lời thơ rằng: vạn vật trong cõi bể dâu, nặng thì chìm xuống, nhẹ hầu bay lên. Tổ tiên xưa của chúng ta trong truyền thống văn hóa tốt đẹp cũng đều nhắn nhủ rằng chúng ta phải sống sao cho thanh thản, cho nhẹ nhàng, cho tâm tư cao rộng. Chứ tổ tiên xưa không dạy rằng con phải làm giàu nước đố đổ vách. Cho nên mới có lời thơ như các bạn vừa nghe: vạn vật trong cõi bể dâu, nặng thì chìm xuống, nhẹ hầu bay lên. Nặng là thế nào? Chúng ta nặng lòng cho vật chất, mà trong khi trong tất cả các vật chất, nếu không có thân này thì ai là người sử dụng cái vật chất đó? Các bạn suy nghĩ điều này rồi chúng ta nghĩ. Thiên Phước hỏi lại: nếu không có thân này, ai là người chạy chiếc xe Honda SH? Ai là người đi chiếc xe Mercedes? Ai là người ở tòa cao ốc nếu không có thân này? Và ai làm ra những điều đó? Cũng phải là nhọc nhằn của thân này không? Có thân này là quý báu, nhưng mà tại sao chúng ta lại đem thân che của? Vậy là trong vấn đề giàu và nghèo, trong vấn đề sử dụng tài sản là chúng ta nhầm lẫn dữ lắm rồi. Vì thế cho nên Thiên Phước trong duyên đầu năm nay, trong duyên Pháp Hội Kỳ An, mong cho các bạn yên bình, mới gửi gắm đến các bạn các chủ đề làm bàn về chữ khổ. Rồi chủ đề ngày hôm qua đúng và sai, chủ đề ngày hôm nay giàu và nghèo, để chúng ta thấy rằng có thể chúng ta nhầm lẫn nhiều trong vấn đề sử dụng tài sản, vấn đề giàu và nghèo. Chúng ta quên rằng mình rất là giàu, chúng ta được thân này rất là quý báu. Có phải không ạ? Của là ngoài thân, vậy mà Thiên Phước vẫn biết, vẫn thấy nhan nhản trong mắt mình những người vì của quên thân. Có thể phong những người đó làm anh hùng. Có phải không? Và Thiên Phước hy vọng rằng với sự chia sẻ ngày hôm nay, mong các bạn đừng làm anh hùng vì của quên thân. Và như vậy các bạn mới thành đạt được lời dạy của tổ tiên rằng chúng ta không chú trọng vật chất, không chú trọng phần thô, không chú trọng phần của cải, mà chúng ta chú trọng làm sao cho tâm tình chúng ta
rộng lòng thương yêu, đầy bao dung, nhẹ nhàng, thanh thoát, để chúng ta tránh bị chìm xuống, để chúng ta bay lên. Chúng ta càng bay cao thì chúng ta càng thấy được rộng, và chúng ta càng không bám víu, và chúng ta sẽ bớt khổ đau. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Sa Ma Đa Cáp Đa Ma Tân Cáp Đa Hồng Nguyên Ngài An Lành Đêm Ngày Sáu Tuổi Điều An Lành Tất Cả Các Thời Điều An Lành Xin nguyện từ bi tường gia hộ bốn lời sanh lên đất tình ba cõi ta quá tòa sen hằng ra ngã quỷ chứng tam hiền lên thập địa nam mô tiêu tai giang các tường bồ tát nam mô tiêu tai giang các tường bồ tát nam mô giang các tường bồ tát ma phật ở trong tâm ngọn đuốc sáng soi đường chúng sinh vượt qua cõi mê đời trên con đường thanh thang rạng ngời đường đời lắm oan trái vun trồng hạt giống từ bi ba ha bát nhã ba la mật đa ngồi thiền đêm khuya lắng nghe tiếng chuông chùa ngân nga gạt bỏ những hận thù một điều nhìn là chín điều lành đừng làm những điều ác tâm hồn từ cánh diều bay tây phương cực lạc viên thanh đạo trời